mà ông phân biệt lựa chọn nên cho hay không nên cho. Lại, nếu Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật hoặc người chẳng phải người đi đến muốn xin Bồ Tát thân thể tay chân, khi ấy không nên sinh hai tâm là hoặc cho hoặc không cho. Vì sao? Vì Bồ Tát vì chúng sinh nên thọ thân hay chúng sinh đi đến xin lấy, sao có thể không cho? Tại vì lợi ích chúng sinh nên thọ thân này, chúng sinh không xin tự mình nên đem cho, huống gì chúng sinh đến xin mà không cho. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật nên học như vậy. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy người đến xin nên nghĩ rằng trong đây ai cho ai nhận, cho vật gì, vì hết thảy pháp tự tính đều không thể có được, đều rốt ráo không. Pháp không tướng, không có cho, không có cướp đoạt. Vì sao? Vì rốt ráo không, nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, đệ nhất nghĩa không, tự tướng không. Chú trong rốt ráo ấy không bố thí, khi ấy đầy đủ thí ba la mật. Đầy đủ thí ba la mật, nếu khi bị dứt pháp bên trong thân, pháp bên ngoài thân, liền nghĩ rằng cắt ta là ai, xẻ ta là ai. Lại nữa, ta dùng mắt Phật thấy các Bồ Tát ở phương Đông nhiều như các sông Hằng vào địa ngục lớn để làm tát lửa, nước sôi nguội, dùng ba việc giáo hóa, một là thần túc thông, hai là tha tâm thông, ba là thuyết pháp. Bồ Tát do sức thần thông làm cho lửa địa ngục lớn tắt, nước sôi nguội, do tha tâm thông đem tâm từ bi hỷ xả tùy ý thuyết pháp. Chúng sinh ấy đối với Bồ Tát sinh tâm thành tịnh, nên từ địa ngục được thoát khỏi, dần dần lấy pháp ba thừa dứt hết khổ não. Phương Nam, Tây Bắc, bốn góc trên dưới cũng như vậy. Lại nữa, tu Bồ Đề, ta dùng mắt Phật xem mười phương thế giới, thấy các Bồ Tát trong quốc độ nhiều như các sông Hằng, làm thị giả cho chư Phật, cúng dường chư Phật, tùy ý hoan hỷ cung kính. Nếu chư Phật thuyết pháp đều có thể thọ trì cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không quên mất. Lại nữa, ta dùng mắt Phật xem thấy Bồ Tát trong mười phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng, vì xúc sinh nên xả bỏ đời sống kia, các xẻ thân thể phân tán đi các phương, có các chúng sinh ăn thịt các Bồ Tát ấy đều ưa kính Bồ Tát, vì tâm ưa kính ấy nên liền được lìa khỏi đường xúc sinh, gặp chư Phật, nghe Phật thuyết pháp như thuyết tu hành, dần dần nhờ pháp ba thừa mà vào vô dư niết bàn. Như vậy các Bồ Tát làm lợi ích rất nhiều giáo hóa chúng sinh, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thuyết tu hành cho đến khi vào vô dư niết bàn. Lại nữa, tu Bồ Đề, ta dùng mắt Phật xem thấy Bồ Tát trong mười phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng, trừ cái khổ đói khát của ngạ quỷ, các ngạ quỷ ấy đều ái kính Bồ Tát, do tâm ái kính nên được lìa khỏi đường ngạ quỷ, gặp chư Phật, nghe Phật thuyết pháp như thuyết tu hành, dần dần do pháp ba thừa mà vào vô dư niết bàn. Như vậy Bồ Tát vì độ chúng sinh hành tâm đại bi. Lại nữa, tu Bồ Đề, ta dùng mắt Phật thấy Bồ Tát ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương thuyết pháp, ở trên cõi trời 33, cõi trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa tự tại thuyết pháp. Các trời nghe Bồ Tát thuyết pháp, dần dần nhờ pháp ba thừa mà được diệt độ. Trong chúng chư thiên ấy có người tham trước năm dục, thời Bồ Tát ấy thì hiện lửa cháy đốt cung điện họ, mà vì họ thuyết pháp nói rằng: này chư thiên, hết thảy pháp hữu vi đều vô thường, đâu được an ổn. Lại nữa, tu Bồ Đề, ta dùng mắt Phật xem thấy Bồ Tát trong mười phương các cõi nước, thấy các phạm thiên ở trong các cõi nước nhiều như các sông Hằng, tham trước tà kiến các Bồ Tát dạy, khiến ra lìa tà kiến, nói rằng: các ông làm sao ở trong các pháp tướng không hư vọng mà sinh tầm tà kiến. Như vậy Bồ Tát trú trong tâm đại từ, vì chúng sinh thuyết pháp đó là pháp hiếm có khó bị kịp của các Bồ Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, ta dùng mắt Phật xem thấy các Bồ Tát trong mười phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng, lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh, bốn việc là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bồ Tát lấy việc bố thí nhiếp thủ chúng sinh như thế nào? Này tu Bồ Đề, Bồ Tát do hai cách bố thí nhiếp thủ chúng sinh là tài thí và pháp thí. Tài thí nhiếp thủ chúng sinh là thế nào? Đó là Bồ Tát lấy vàng bạc lưu ly, sa cử, trân châu, mã não, san hô, các vật báu, hoặc đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, đèn đuốc, hương hoa, anh lạc, hoặc trai hoặc gái, hoặc trâu dê, vòi ngựa, xe cộ, hoặc thân mình cấp thí cho chúng sinh, nói với chúng sinh rằng: các người nếu có cần gì hãy đến lấy như lấy vật của mình, đừng nghi ngại khó khăn. Bồ Tát thí rồi dạy ba quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hoặc dạy thọ năm giới, hoặc dạy thọ giới trong một ngày, hoặc dạy các thiền định, sơ thiền cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, hoặc dạy từ bi hỷ xả, hoặc dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, hoặc dạy quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, hoặc tướng, hoặc xúc.
hoặc dạy bốn niệm xứ cho đến 8 phần thánh đạo, hoặc dạy không vô tướng vô tác tạm muội 8 bộ xả cho đến 18 pháp không chung, hoặc dạy đại tử đại bi 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình, hoặc dạy quả tu đà hòa cho đến đạo bích chi Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát tu bát nhã ba la mật do sức phương tiện dạy chúng sinh tài thí rồi, lại dạy khiến được niết bàn vô thượng an ổn. Này tu Bồ Đề, ấy gọi là pháp hiếm có khó bỉ kịp của Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp thí nhiếp thủ chúng sinh là thế nào? Này tu Bồ Đề, pháp thí có hai là thế gian và xuất thế gian. Pháp thí thế gian là thế nào? Đó là diễn giải chỉ bày pháp thế gian như quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Pháp thế gian như vậy là pháp tu chung với phàm phu, ấy gọi là pháp thí theo thế gian. Bồ Tát pháp thí theo thế gian như vậy rồi, dùng mỗi mỗi nhân duyên giáo hóa khiến xa lìa pháp thế gian. Xa lìa pháp thế gian rồi, dùng sức phương tiện khiến được thánh pháp vô lậu và thánh quả vô lậu. Thế nào là thánh pháp và thánh quả vô lậu? Thánh pháp vô lậu là 37 pháp trợ đạo và môn giải thoát. Thánh quả vô lậu là quả tu đà hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo bích chi Phật và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa tu Bồ Đề, thánh pháp vô lậu của Bồ Tát là trí tuệ đối với quả tu đà hoàn cho đến quả A-la-hán, trí tuệ đối với đạo bích chi Phật, trí tuệ đối với 37 pháp trợ đạo, 6 ba la mật cho đến đại tử đại bi, trí tuệ hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Đối với các pháp như vậy là trí nhất thiết chủng, ấy gọi là thánh pháp vô lậu của Bồ Tát. Thế nào gọi là thánh quả vô lậu? Đó là dứt hết thảy phiền não và tập khí, gọi là thánh quả vô lậu. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát được trí nhất thiết chủng chăng? Phật dạy: Như vậy, như vậy. Bồ Tát được trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề thưa: Bồ Tát với Phật có gì sai khác? Phật dạy: Có khác. Bồ Tát được trí nhất thiết chủng gọi là Phật. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát với tâm Phật không có sai khác. Bồ Tát trú trong trí nhất thiết chủng, đối với hết thảy pháp không có điều gì không hiểu rõ, ấy gọi là Bồ Tát pháp thí theo thế gian. Bồ Tát nhân pháp thí theo thế gian mà đầy đủ pháp thí theo xuất thế gian. Như vậy Bồ Tát dạy chúng sinh khiến được pháp thế gian, do sức phương tiện dạy khiến được pháp xuất thế gian. Này tu Bồ Đề, thế nào là pháp xuất thế gian? Đó là pháp không trùng cùng với pháp phàm phu, như bốn niệm xứ, bốn chánh cần cho đến 8 phần thánh đạo, 3 môn giải thoát, 8 bội xả cho đến 18 pháp không trung, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, 500 muôn đà la ni, ấy gọi là pháp xuất thế gian. Này tu Bồ Đề, thế nào là bốn niệm xứ? Là Bồ Tát quán nội thân trên thân, quán ngoại thân trên thân, quán nội ngoại thân trên thân, siêng tinh tấn nhất tâm trí tuệ quán thân, quán nhân duyên tập khởi của thân, quán thân biệt, quán sự tập khởi của thân diệt. Hành đạo ấy không nương tựa gì, đối với thế gian không có ái nhiễm, quán thọ, tâm pháp, niệm xứ cũng như vậy. Này tu Bồ Đề, thế nào là bốn chánh cần? Là đối với pháp ác bất thiện chưa sinh, vì làm cho đừng sinh nên siêng sinh tâm tinh tấn. Đối với pháp ác bất thiện đã sinh, vì làm cho đoạn dứt nên siêng sinh tâm tinh tấn. Đối với thiện pháp chưa sinh, vì làm cho phát sinh nên siêng sinh tâm tinh tấn. Đối với pháp thiện đã sinh, vì làm cho tăng trưởng đầy đủ nên siêng tâm tinh tấn. Ấy gọi là bốn chánh cần. Này tu Bồ Đề, thế nào là bốn như ý túc? Đó là tu dục tam muội đoạn phiền não thành tựu, là như ý túc đầu. Tu tinh tấn tam muội, tầm tam muội, tu duy tam muội, đoạn phiền não thành tựu là như ý túc thứ hai, ba, tư. Thế nào là năm căn? Đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thế nào là năm lực? Đó là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào là bảy giác phần? Đó là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, tức khinh an giác phần, định giác phần và xả giác phần. Thế nào là tám phần thánh đạo? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thế nào là ba môn tam muội? Đó là môn không tam muội, môn vô tướng, vô tác tam muội.